Đi Tây Ninh nhiều nhưng bạn đã biết đến làng nghề làm bột khoai chưa? Tây Ninh không chỉ có phong cảnh đẹp, còn có nhiều làng nghề truyền thống như quê hương, làm nón lá hay làm bột khoai, thu hút nhiều du khách về trải nghiệm, cũng như làm bối cảnh cho các nhiếp ảnh gia sáng tác. Bột khoai từ lâu đã là một nguyên liệu không thể thiếu trong các món chè truyền thống của người Việt. Những sợi bột khoai dai dẻo cùng với hương vị đặc trưng bùi và béo, làm cho chén chè ngon và hấp dẫn hơn. Những máy hấp cho ra những mẻ bột khoai bốc khói, bánh đặt trên giàn tre, và được người thợ đội mũ bảo hộ đặt giàn tre trên đầu đem phơi. Trời chưa hừng sáng là những người thợ thức dậy làm tất bật công đoạn phơi bánh. Các quy trình thủ công thực hiện tỉ mỉ, đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh này khá dày do làm bằng bột khoai mì. Ngoài bánh màu trắng truyền thống, còn hấp các mẻ bánh màu được pha chế từ màu thực phẩm, không chất bảo quản cho màu sắc bánh bột khoai thêm bắt mắt. Phơi bột khoai bán thành phẩm thêm một ngày. Mặc dù ngày nay, nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường trong và ngoài tỉnh, đã có một số khâu được cơ giới hóa để tăng năng suất, nhưng phần lớn các công đoạn làm nên sợi bột khoai vẫn đều thủ công. Nếu có dịp đi Tây Ninh, nhớ ghé check-in làng nghề độc đáo này nhé!